Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Hiện tại thì Feng đang ở dưới Hà Nội các bác. Feng vừa có đọc qua bình luận ở kênh của Feng thì thấy các bác bảo là Feng không tôn trọng kênh của Mạnh, rồi Mạnh cũng có quay video dạy Feng là phải làm thiện nguyện, phải đưa tiền như này hay tôn trọng người khác hay như nào, thì Feng cũng không để ý. Vừa nãy thì Feng mới đọc. Đấy thì mới sang kênh Mạnh đọc. Thì cái số tiền mà 1 triệu mà anh Mạnh ở Hải Phòng gửi cho Feng hôm là như này. Hôm trước gần đây thôi, anh Mạnh anh lên Hà Giang chơi đấy, lúc đấy thì anh ấy lên nhà hàng Feng gặp Feng anh ấy, hôm đấy là anh rất là quý Feng, uống rượu rồi ngồi với nhau hàn huyên, xong rồi anh ấy lấy 1 triệu ra anh ấy gửi cho Feng. Anh bảo là hôm nào Feng mà gặp Mạnh ấy thì Feng gửi cho Mạnh 1 triệu để Mạnh lấy cái tiền đấy để giúp làm cái đường đụng cá, giúp anh chỉ bảo là đưa giúp gửi cho Mạnh để lấy tiền để mà làm đường đụng cá đấy các bác. Đấy, đưa cho Feng một triệu thì anh ấy bảo là cứ hôm nào gặp thì đưa. Đấy, nhưng mà Feng đã rất là nhiều lần đi qua lũng cáng lên đến lũng cáng đấy nhưng mà không gặp Mạnh. Mạnh ở trong cái khu vực làm đường. Đấy, cũng gọi điện 1-2 lần nhưng mà cũng có thể là do là bạn ấy quay video hay là bạn ấy trong đấy cái khu vực đấy nó không có sóng gọi không được. Thì công việc của Feng này cũng có nhiều, và Feng đưa bé Bình đi Hà Nội đấy thì là Feng gửi lại ở quán tạp hóa, cái quán mà bạn Feng hỏi mọi người là Mạnh có hay xuống dưới này không, thì mọi người bảo là Mạnh hôm nào trở xuống dưới này đấy, thì Feng ghi ở dưới quán tạp hóa, ghi rõ ràng thông tin đấy ở trên vào một cái tờ giấy trong một cái quyển sách đấy. Feng ghi rõ ràng là anh Mạnh ở Hải Phòng gửi Nguyễn Tất Mạnh, gửi Mạnh 1 triệu giúp bà con nụng cáng làm đường, ghi rõ ràng rành mạch ở đấy, và để số tiền mà gửi 1 triệu cho bạn chủ quán ấy đưa tận tay, thì bạn bảo là thôi anh kẹp vào trong này thì em cầm đấy, lúc nào Mạnh xuống thì em đưa cho Mạnh đó các bác. Là như thế, chứ Feng cũng không nói là không phải là Feng bục 1 triệu đấy, xong mà Feng cũng không có nói là đưa gì cả. Feng đã gửi viết rõ ràng thông tin đấy rồi, nên là thực sự với các bác là hôm nay đọc cái mấy cái bình luận các bác bảo là thế này thế kia rồi mọi người nói thực sự rất là buồn. Công việc của Feng thực sự với các bác là còn đang ở dưới này rất là bộn bề, nhiều công việc, nó khiến bản thân bây giờ là đang phải lo cho bé Bình từ sáng sớm đến tận tối mịt, bởi vì cứu một con người các bác ạ nó hơn xây 10 tòa tháp. Đấy, Feng phải gác lại tất cả công việc của mình ở trên kia, còn rất là nhiều nơi đang cần Feng về, là cũng có thể là Feng đang cố gắng hết mình làm mọi thứ để cho nó hoàn thiện, nó xong tất cả các hồ sơ giấy tờ rồi mọi thứ để cho bạn, cho em Bình em ấy ổn định, rồi cô chú rồi chăm sóc, rồi Feng chuyển phần tiền giữ lại cho Bình. Đấy thì Feng đã xem qua rồi, qua kênh của Mạnh rồi. Đấy, Mạnh cũng nói như thế, thực sự là Feng cũng chẳng biết nói như nào nữa. Bởi vì số tiền là Feng ghi rõ ràng rành mạch. Đấy. Công việc đã không bảo là không gọi điện thì không đúng. Đấy, đã gọi điện nhưng mà một là mất sóng, hai là do là đang quay video như nào đấy. Đấy thực sự với các bác là số điện thoại của Mạnh thì là Feng gọi bằng cái số mà Feng hay dùng ở trên kênh ấy. Đấy là có thể là lúc đã gọi là nó không có sóng, hoặc là gọi là thuê bao thì Feng cũng không biết. Đấy còn đâu không lên được là do là Feng cũng không biết, là thật sự với các bác là từ ngày Mạnh lên làm đường là Feng cũng chưa lên cái con đường Mạnh làm ở đâu. Đấy, ở trên đấy là Feng cũng không có thời gian, bởi vì anh em làm là mỗi người làm một khu vực. Đấy, nên là cũng chưa biết là cái đường Mạnh làm ở khu vực đấy. Đấy, bạn Mạnh bạn cũng bảo Feng là xem qua kênh thì Feng cũng đã xem rồi, cũng nghe Mạnh nói rồi. Đấy là cái số tiền Feng ghi rõ ràng trong cái tờ giấy đấy là gửi anh Mạnh ở Hải Phòng. Đấy, anh Mạnh anh xem được kênh thì chắc chắn là anh cũng sẽ hiểu. Đấy, mà gặp Feng là không, anh ấy là gặp Feng là lúc là bảo là đang anh em không phải là anh ấy gọi điện gửi hay là anh ấy chuyển khoản, mà anh ấy đưa tay cho Feng bảo là hôm nào gặp Mạnh. Đấy, Feng nhờ Feng gửi lại cho Mạnh bảo giúp làm đường đụng cáng. Đây là nội dung chính xác là như thế.
cũng không phải sân si, cũng không phải gì đâu, nhưng mà nhiều lúc là công việc nó rất là nhiều, nhưng mà có những cái tình huống khiến mình cảm thấy hơi mệt mỏi chút các bác. Còn đâu Phèng làm gì, giúp cho ai như nào, tất cả trên kênh 25 năm nay rồi đấy, cũng có danh sách rõ ràng, không thiếu một đồng một hào một xu của ai cả. Thậm chí Phèng còn bỏ thêm tiền của Phèng vào, ví dụ như gọi là đi giúp người như cháu Bình này, có cô Linh Trong gửi cho là 23 triệu, đấy 24 triệu, thì Phèng cũng rất là thương bé Bình, Phèng cũng có xin phép cô là cho Phèng được gửi lại cho Bình đấy. Và cô ở Bắc Giang thế, mọi người Phèng lúc nào cũng có một cái bảng Excel đấy, lúc nào cũng gửi cho ai, của ai như nào, Phèng cũng ghi rõ ràng tổng hợp ở dưới chi những cái gì như nào, bởi vì không phải là nguyên một chỗ mà Phèng đi rất là nhiều nơi anh các bác. Rất là buồn, bởi vì đang việc các bác đang chạy đi lấy hồ sơ giấy tờ đấy, rồi chút nữa Phèng còn phải có thêm một vài công việc nữa, mà nghe được cái thông tin như thế thì thật sự là rất là buồn, không biết phải nói như nào nữa. Thì cũng là đính chính cho các bác biết là đấy là cái quán tạp hóa đối diện cái cầu Nông Cáng các bác, bạn đấy là Phèng có ghi đầy đủ thông tin giấy tờ đấy, là ghi rõ ràng nội dung là gửi như thế để cho bạn biết là đấy là số tiền là anh Mạnh ở Hải Phòng anh nhờ Phèng là đưa cho Mạnh đấy, là đưa giúp cho Mạnh để Mạnh giúp bà con làm đường Nông Cáng. Còn đâu làm cái gì như nào thì Phèng cũng không biết, bởi vì anh ấy chỉ bảo là giúp 1 triệu cho Mạnh, đưa giúp cho Mạnh, cho 1 triệu cho Mạnh để Mạnh làm đường đấy. Thế là cũng là một cái video ngắn ngắn thôi, nên là các bác hiểu. Còn đâu hiện tại thì Phèng đang ở dưới Hà Nội các bác ạ, rất là nhiều công việc, bởi vì em còn đang nằm ở phòng cấp cứu. Em hiện tại là mỗi một ngày có một chút gọi là sức khỏe nó ổn định lại hơn, ăn được cháo rồi, tất cả các thông tin liên quan đến chỉ số sức khỏe thì đều tăng vọt các bác nhé, rất là vui. Cũng mong là nay là thứ sáu, Phèng xem lại hôm nay, nay thứ mấy anh Mạnh nhỉ? Nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ 5. Nay thứ 5 các bác ạ. Thì có thể là mai ổn định xong thứ 6. Thứ 7 thì Phèng xin phép để đi về trên Hà Giang. Về trên Hà Giang là để Phèng còn có thêm nhiều công việc nữa. Đấy, mong các bác là hiểu cho Phèng, và các bác biết là đấy là như thế, chứ không phải là Phèng làm thiện nguyện, Phèng không tôn trọng vào tiền của người này người kia. Nên là ví dụ như anh Mạnh ở Hải Phòng anh bảo là Phèng cầm số tiền nên quay video đưa cho Tất Mạnh nhé, thì nó lại là một nhẽ đấy, thì là Phèng lên ngay đấy. Nhưng mà anh bảo là hôm nào giúp đưa đấy. Thật sự bạn Mạnh là Phèng đi qua đấy không biết bao nhiêu lần, đi vào nhà giàng ấy, cũng không gặp vợ của Mạnh, cũng không gặp người ở Lào, bởi vì Phèng lên là mọi người đóng cửa lên đường hết, không có ở đấy, chứ không phải là không. Nên là cũng đã biết nào buồn đó các bác. Rồi quay một cái video ngắn ngắn để các bác cũng biết, các bác hiểu nhá. Thì thôi Phèng xin phép, bởi vì nó ngắn, bây giờ Phèng đang ở chỗ 34 Cát Ninh, chỗ nhà anh Mạnh này. Phèng bây giờ đi lên trên bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục là theo dõi, thay đổi cho cô cho chú để nghỉ, rồi đi hỏi xem là bác sĩ là chuyên khoa là bệnh tình là như nào các bác.